chủ đề tư thế và kỹ năng vận động cơ bản, bài học đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu của bài học hôm nay là học sinh biết thực hiện các kỹ năng vượt chướng ngại vật thấp. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần mở đầu. Các em cùng khởi động với thầy nhé. Hai tay chống không, xoay cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chân lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi, xoay hông, hai tay chống hông, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bên lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi, hai tay chống hông. Oh.
phần cơ bản. Các em cùng nhau nắm kiến thức mới, kỹ năng vượt chướng ngại vật thấp. Các em cùng nhau xem tranh. Tư thế chuẩn bị, đứng trước vạch xuất phát. Sau đó chúng ta đi thường qua chướng ngại vật 1, đến chướng ngại vật 2, đến chướng ngại vật 3 và về đích. Sau đó chạy nhẹ nhàng về vạch xuất phát. Các em cùng xem clip thầy thực hiện nhé. Tập với thầy nhé. Tiếp theo là phần kết thúc. Bây giờ các em thực hiện động tác thả lỏng với thầy nhé. Các em ở nhà nhớ ôn lại các động tác đã học. Chúc các em học tập thật vui.